Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện tiếp theo của bạn Phan Nguyễn Ngọc Trâm Anh. Xin mời. Rồi, fan dữ vậy. Dạ, xin chào Thiên Nhiên Nói, em tên là Phan Nguyễn Ngọc Trâm Anh. Em đang học lớp 12D1 trường Trung học Phổ thông Mercury ạ. Dạ, hôm nay thì em muốn chia sẻ một câu chuyện hằng sâu trong lòng em. Và thông qua đó thì em muốn cho mọi người biết là những cái thông điệp từ những cái khó khăn, những cái trắc trở từ hồi nhỏ của em. Từ hồi lớp 7 thì đã có một cái trend nổi lên ở trên mạng xã hội là slime, là một cái đồ chơi. Thì lúc đó em rất là thích cái slime này. Em đã bắt đầu tập tành làm slime. Được một khoảng thời gian, em bắt đầu làm YouTube để bán slime. Từ đó thì có rất là nhiều bạn ủng hộ em, từ trong trường cho đến ngoài, ở các tỉnh nữa. Thật sự là rất là mê và rất là vui khi mà em bán slime. Mới ban đầu thì em chỉ để dành tiền ăn sáng của mình để có thể mua hồ keo dán, rồi dung dịch rửa miệng khoảng 10.000 một chai. Thì một hộp slime thì vốn của em thì tầm khoảng có 30.000 thôi. Mỗi ngày em để dành như vậy đó, em mua rất là nhiều. Nhưng mà từ từ thì bán được và bắt đầu em đầu tư vào những cái bao bì mẫu hộp. Thì dần dần hộp slime thì cũng dao động tầm 80.000 một hộp. Sau này thì em đã bán được nhiều hơn. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì mẹ em đột ngột bị bệnh Parkinson. Mẹ em không thể nào mà đi đứng được. Tôi sanh một đứa con trai lớn, 17 năm sau tôi mới sanh được bé là Phan Nguyễn Ngọc Trâm Anh. Thì sanh ra thì ông xã tôi mất, thành ra tôi phải nuôi hai đứa nhỏ. Sau một thời gian tôi bị đột quỵ nằm bất động á, thì lúc đó con tôi mới học lớp 7 thôi. Một mình bé đã tự lực, vừa đi học vừa về phụ vừa lo cho mẹ. Rồi sau bé vì sự sống của gia đình á, bé có làm một số lam á, bán online. Lúc đó mẹ bệnh thì không có ai có thể kiếm tiền, đóng tiền cho em đi học. Trong khoảng thời gian lớp 8, có nhiều lần cô đã kêu em lên vì là chưa có đóng tiền học phí. Thì em đã bị la mắng rất là nhiều. Cũng đồng thời đó là em đã nghỉ học rất nhiều, bởi vì mẹ bệnh không có ai ở nhà chăm sóc mẹ. Rất là nhiều bạn và cô cũng hiểu lầm em vì chưa có hỏi là lý do tại sao em lại như vậy. Cũng có những bạn bắt đầu đàm tiếu, nói em mới lớn thì đã tập tành buôn bán kinh doanh mà không chịu học. Đỉnh điểm là khi mà có một bạn nói là em sẽ không đậu được trường cấp 3 em mong muốn. Thì lúc đó là em đã rất là tổn thương, rất là buồn. Trong khoảng thời gian đó em đã bán rất là nhiều slime. Em đã kiếm được tiền để có thể phụ mẹ mua thuốc và tiền học phí nữa, phục vụ cho các nhu cầu ở trong gia đình và cuộc sống. Và em đã đậu được vào trường Mercury, một cái ngôi trường mà em rất là yêu thích và em đang cảm thấy rất là hạnh phúc. Sau những biến cố của gia đình em thì em đã rút ra được một bài học là em phải bỏ ngoài tai những cái lời đàm tiếu xung quanh mình. Và những cái lời nói đó nhiều khi là những cái động lực tốt nhất để mình có thể trưởng thành hơn, cố gắng hơn mỗi ngày và theo đuổi đam mê của mình. Khóc thì cũng rất là nhiều rồi. Bây giờ khi mà nói lại thì em không muốn khóc nữa. Em chỉ muốn là mình sẽ vui vẻ hơn, mình không nghĩ tới những cái điều tiêu cực đó nữa. Hiện tại bây giờ em đã có các kênh YouTube đã trên 300.000 subscribe. Và ngoài ra thì em còn mở được một công ty truyền thông để phục vụ nhu cầu yêu thích làm phim của mình. Bởi vì từ nhỏ là em đã rất thích quay những cái video cho các bạn ở cấp 1. Ngoài ra thì em còn tự quay vlog cho bản thân mình. Em cũng rất là thích ca hát nữa. Em có ước mơ là sau này em sẽ học vào trường đại học sân khấu điện ảnh để học về ngành đạo diễn, cũng như là học song song với là nhạc viện. Em cũng ước mơ là sau này em sẽ tham gia một cuộc thi hát để có thể thể hiện tài năng của mình. Hôm nay em lên bục dũng khí của Thiếu Niên Nói thì em chỉ muốn là sau câu chuyện của em thì mọi người có thể thấy là từ những cái khó khăn đó, chỉ cần mình cố gắng và mình nỗ lực theo đuổi đam mê của mình thì mọi thứ, những cái màu hồng nó sẽ tới với mình sớm thôi. Yeah.
Sau cái phần chia sẻ của em thì anh Jun với Dân rất là xúc động, bởi vì không ngờ em nhỏ như vậy nhưng mà cái niềm đam mê với lại cái sự nỗ lực của em cao như vậy. Không biết là hôm nay ở dưới có những vị khách nào em có thể giới thiệu không? Dạ, hôm nay có mẹ em và cô giáo chủ nhiệm của em và các bạn 12D1. Con và anh Jun xin chào cô và cũng như là chào mẹ của bạn Trâm Anh ở đây. Dạ, con chào cô. Cô ơi, nãy giờ thì cô đã nghe những cái lời chia sẻ từ Trâm Anh rồi, thì trong suốt quá trình mà Trâm Anh gặp những cái vấn đề khó khăn như vậy thì cô có biết không ạ? Dạ, lúc đó tôi không biết. Tại cái trong thời gian đó tôi bệnh đó cô. Thành ra cháu nó lo hết, nó không có nói cho tôi nghe. Nó sợ tôi nói, tôi nghe tôi lo và tôi bệnh. Chắc là mẹ cũng đang rất là xúc động, tại vì là trong suốt một khoảng thời gian rất là dài em là giấu mẹ, giấu gia đình đúng không? Một mình là có thể gọi là chống chọi cả thế giới đó. Khi mà cô chủ nhiệm lớp 12D1, cô biết đến Trâm Anh thì là một cô bé rất là nhiều tài năng, năng khiếu, có nhiều đam mê và có tràn đầy năng lượng thực hiện những đam mê của mình. Nên cô không hề biết rằng em đã trải qua một cái tổn thương như vậy. Tức là chúng ta đã thiếu cái sự chia sẻ với nhau. Thì cô cũng muốn nói với Trâm Anh là khi mà xảy ra cái việc khó khăn của em thì em đã chia sẻ với những người xung quanh hay là với cô giáo chủ nhiệm của mình chưa? Cái sự việc lúc mà cấp 2 thì em cũng không có chia sẻ với ai và các bạn cũng không quan tâm tới, nên là em cũng không có dám nói. Tại vì đó là chuyện buồn của bản thân em và em rất là sợ khi mà em kể, tại vì em rất là dễ khóc và rất là dễ xúc động trước những cái tổn thương của mình. Chúng ta sống với nhau là cần có sự chia sẻ. Và tại sao mà các bạn lại có những cái lời nói để em tổn thương như vậy? Đó là người ta chưa hiểu về em, chưa hiểu cái hoàn cảnh của em. Cho nên cô nghĩ rằng bây giờ em đã rất là thành công khi mà em đã vượt qua được cái tổn thương để em đạt được một cái mơ ước của mình ấy. Nhưng mà trong tương lai không thể là chúng ta sẽ không gặp những cái tổn thương như vậy trong cuộc sống. Cho nên cô nghĩ rằng khi mình có một cái hoàn cảnh nào đó thì mình cần phải chia sẻ với những người mà mình yêu thương ở xung quanh mình này, và những người lớn có kinh nghiệm hơn để người ta giúp cho mình vượt qua cái tổn thương đó. Thì cuộc sống của mình không lúc nào nó cũng là hoàn hảo cả, cho nên ta phải chấp nhận cái điều đó. Và ta chỉ cần cảm thấy là cái điều ta làm là đúng và ta được những người gần gũi mình chia sẻ với mình là được rồi. Dạ, cảm ơn cô. Cô giáo nói rất là hay luôn á. Chúng ta chỉ cần chia sẻ với những người mà em quý trọng, em yêu thương, mà quan trọng em biết rằng người đó yêu thương em. Rồi, nãy giờ em khóc liên tục luôn á. Thực ra anh nghĩ cái nước mắt này không phải là nước mắt buồn mà ra là hạnh phúc đó. Tại vì được nghe mẹ nè, cô giáo chia sẻ những gì mà bấy lâu nay mình chưa có nghe. Chắc là bây giờ chị nghĩ là em cũng muốn nghe một điều gì đó từ mẹ đúng không? Dạ. Dạ, cô cũng muốn nói là con gái của cô phải ráng mạnh mẽ lên. Cô sẽ theo dõi con đến hết cuộc đời của mình luôn, ủng hộ con. Dạ.